Mình tên là Huy. Thì năm nay mình sắp sửa bước qua tuổi 34. Trước đây mình đi học ở Canada và sau khi tốt nghiệp thì có qua Mỹ đi làm thì cũng được đến 8-9 năm. Xong sau đó mình quyết định là về Việt Nam từ hồi 2019. Mình đánh mất tình cảm của người mình rất là yêu thương. Thì sau đó mình nhìn lại, mình có cơ hội nhìn lại là khoảng thời gian qua mình đã có lỗi rất là nhiều. Mình không biết là nên làm như thế nào để mà sửa chữa nó. Mình tên là Brian, tên tiếng Việt mình là Huy. Lúc mà mình còn ở Mỹ thì mình cũng như bao người trẻ khác là mình sẽ đi làm, mình chỉ có biết kiếm tiền. Và mình sẽ đi giải trí, đi du lịch. Rồi khi hết tiền thì mình lại kiếm nữa. Và mơ ước của mình là có nhà, có xe, có người yêu. Nhưng mà khi mình có hết tất cả rồi thì tự nhiên trong lòng mình cảm thấy cuộc đời của mình dường như nó thiếu mất một cái ý nghĩa gì đó. Thật ra mình nghe đến làng Mai cũng cách đây khoảng 3-4 năm từ lúc ở New York rồi. Nhưng mà lúc đó thì mình cũng như rất là nhiều bạn trẻ khác có cái suy nghĩ rất là, có thể nói là thiển cận, là tại sao đang trẻ, đang vui, không có việc gì, tại sao lại nghĩ đến chuyện đi làng Mai, đi thiền, đi tu. Từ đó mình chưa thực sự hiểu cái ý nghĩa của chữ thiền và chữ tu. Với cái sự thực tập của làng Mai, mình càng ngày mình càng cảm thấy cuộc sống của mình nó có ý nghĩa nhiều hơn. Và mình không có bị cái cảm giác cô đơn cũng như là trống vắng ở bên trong nhiều như là hồi trước. Mình lần đầu tiên tới làng Mai nên có thể một số cái cảm nhận của mình nó chưa thật sự sâu sắc lắm. Nhưng mà mình cũng đã cảm nhận được là ở làng Mai này thực sự rất là vui. Cảm giác của mình đầu tiên là, nếu mà để chia sẻ với các bạn thì như là đi cắm trại vậy đó. Cái khác duy nhất với cắm trại là không có rượu, không có bia thôi. Chứ ngoài ra thì tất cả các activity sẽ rất là vui. Có đá banh, có bóng rổ, có bóng bàn, có bóng chuyền, cầu lông. Sau khi được chơi, được ăn thì lại còn được nghe các thầy giảng pháp. Nếu mà các cái hướng đạo sinh bên Mỹ ấy, thì học sinh sẽ được học về cách survival skills, cách mà cắm trại, cách mà định hướng, thì ở đây mình được học cách làm người. Thì nói có vẻ như là rất là những thứ common sense thôi, nhưng mà được nghe pháp đây ấy, thì như là mình cảm giác như là lời ông bà cha mẹ mình dạy vậy. Mà đôi khi trong cuộc sống vất vả, trong cuộc sống quá bận rộn, đôi khi mình lại quên nó đi. Thì vào đây sau các giờ sinh hoạt vui chơi thì được các thầy giảng lại cho mình những cái bài học đó thì rất là quý giá. Chủ yếu là cái cách mình practice, mình thực hành chánh niệm thôi, chứ cũng không liên quan gì đến tôn giáo quá nhiều, nên là các bạn cũng rất là được tự do. Và cái chánh niệm ở đây hiểu đơn giản là khi mà mình làm một việc gì đó thì mình tập trung vào nó, mình tập trung với hiện tại của mình, không có nghĩ về tương lai quá nhiều, cũng không bị bận tâm về quá khứ quá nhiều, thì cái việc mình làm đó mình sẽ được enjoy hơn rất là nhiều. Của tụi mình bây giờ luôn cảm thấy cô đơn, luôn cảm thấy trống vắng, luôn cảm thấy phải tìm một cái gì đó, một sự công nhận nào đó của public ở trên Facebook, hoặc là tìm một cái sự khen ngợi, hay là tìm một cái hào quang gì đó. Mà nếu như mình không có, mình bị vào cái cảm giác depression, tức là bị trầm cảm, hoặc là mình không có khả năng chấp nhận được những cái vấp ngã trong cuộc đời, bởi vì là mình lớn lên, cái tuổi thơ của mình và cái sự trưởng thành của mình nó được có nhiều thuận lợi, và khi mình vấp ngã như vậy mình rất dễ bị hụt hẫng đó. Thì cái sự thực tập của làng Mai nó giúp cho mình có mặt thật sự cho chính mình. Và mình, đối với bản thân mình thì là mình rất là thích trà đạo, cho nên là sự thực tập của làng Mai giúp cho mình có mặt thật sự với lại cái ly trà của mình và hơi thở của mình. Và cái trà nó không có còn là một cái commodity nữa, tức là uống trà cho nó ngon, mà là nó có cái thiền vị, nó có cái being present to the moment. Thì khi đó cái con người của mình nó trở nên yêu chính mình nhiều hơn là mình chạy theo cái hoàn cảnh bên ngoài. Và nhờ đó mà mình không có còn
chạy nhiều quá ở những cái điều kiện hoàn cảnh bên ngoài và mình không có cảm thấy trống vắng nữa. Một cái câu mà rất là hay mình đọc được khoảng thời gian ở đây ấy, là ngày xưa Phật ấy, đi chỉ để đi thôi chứ không có đi để đến một đâu cả. Vì hạnh phúc là đã đang ở trong tâm mình rồi, hạnh phúc là đã ở hiện tại rồi. Chứ không phải là mua được cái nhà mới có hạnh phúc, lên chức mới hạnh phúc, hay đạt được cái này cái kia mới hạnh phúc đã ở đây rồi. Thì nên là mình enjoy từng cái bước đi, từng hơi thở của mình thì mình sẽ đạt được hạnh phúc. Ngày xưa mình ở nhà mình rất là vội vàng, sáng dậy là vội vội vàng vàng đi làm, ăn cơm cũng vội, rửa chén cũng vội, quét nhà cũng vội. Nhưng mà ở đây thì mình được nhận ra là làm mỗi việc mình đều phải tập trung vào nó, để cái hành động mình làm là mình cũng thực sự enjoy nó, thực sự thích với nó. Thì khi đó cái việc mình làm sẽ không trở thành gánh nặng nữa, mà nó sẽ trở thành niềm vui của mình. Rất là đơn giản, những gì mà mình đi cái khóa tu của làng thì mình đem về mình sẽ làm y như vậy ở nhà. Có nghĩa là mình sẽ thực tập dậy rất là sớm. Và khi dậy thì mình không có rush như là hồi xưa nữa, mà mình sẽ nằm ở trên giường và mình sẽ thực tập thiền nằm ở trên giường luôn là 5 phút. Sau đó thì mình đi ra và mình từ lúc mình đánh răng cho tới lúc mình sửa soạn những cái đồ để mình pha trà, cũng như là nấu nước, tới lúc uống được ly trà, cho tới lúc ngồi thiền, thì tất cả đều ở trong cái ý thức bình an và chánh niệm. Thì ở làng Mai như vậy, đó là thiền, chứ không cần phải nhắm mắt thì mới là thiền. Và khi đó buổi sáng như vậy, mình thật sự mình trở về và mình take care cho cái tâm của mình trước. Rồi sau đó mình sẽ đi tập khí công, mình chăm sóc cái thân của mình. Thì khi đó là sau đó một ngày của mình sẵn sàng, mình muốn làm gì đó thì mình làm. Làng Mai đối với mình lại rất là hay, tại vì làng Mai không có dạy bạn tin vào tôn giáo gì cả, chỉ là mindfulness thôi, chỉ là chánh niệm thôi. Thì khi mà mình chánh niệm, nghĩa là mình suy nghĩ đúng đắn, mình tĩnh tâm mình lại, thì khi đó mình sẽ làm điều đúng đắn. Mình đến đây là mình để mình sống tốt với bản thân mình và mình hiểu hơn về những mọi người xung quanh mình, để lan tỏa tình yêu thương thôi. Với cái kinh nghiệm của mình khi thực tập thiền ở Mỹ cũng như là ở những cái nước ở Pháp và ở Thái Lan, thì ở đây ít có tượng Phật hơn, và ở đây ít có cái sự cúng kiến hơn, và ở đây thường chú trọng vô cái việc ứng dụng cái đạo Bụt vào những cái đời sống hàng ngày. Và vì ứng dụng như vậy cho nên người trẻ của mình thấy thích hơn, tại vì mình không có cảm giác là mình mê tín. Tuy nhiên những năm gần đây Brian về Việt Nam thì cảm thấy là ở Việt Nam các bạn cũng có những khóa tu cũng giống làng Mai vậy đó. Nhất là ở tu viện Hoằng Pháp hay là ở những cái thiền viện ở Việt Nam, bây giờ họ cũng có những cái khóa tu và pháp môn làng Mai cũng đã có sự giao lưu ảnh hưởng qua lại với lại đạo Bụt truyền thống ở Việt Nam. Brian của 5 năm trước thì khi mình ngồi ở đây, mình sẽ không biết được ở kia là một ngọn núi. Mình sẽ không biết được là bữa nay trời có đẹp hay không đẹp. Mình sẽ không nghe được tiếng chim hót. Và mình cũng sẽ không biết được những người xung quanh mình đang có cảm giác gì. Và mình mọi thứ trôi qua rất là nhanh. Và nó không có động lại được cái gì ở trong mình hết. Khi mình ngồi yên mà không có cái phone để mình check tin nhắn hay là Facebook thì mình sẽ chịu không có được. Khi mình bước vô thang máy thì mình phải cầm liền một cái phone. Khi mình ngồi với một ai đó mà có một khoảng trống thì hai người cũng sẽ cầm phone. Nhưng mà Brian bây giờ thì chậm hơn, có thể ngồi có mặt được cho những người thương của mình trong gia đình. Và mình không có cầm cái phone lên nếu như không cần thiết. Mình cũng không có nhu cầu phải mua sắm quá nhiều hoặc là ăn uống những thứ là quá mắc tiền như hồi xưa. Yeah. Câu mình thích nhất là đi chỉ để đi thôi chứ không phải là đi để đi đâu cả.
mình có đi phượt một mình ở Nam Mỹ, thì mình có leo lên một ngọn núi 6.000 mét. Thì suốt cái hành trình mình đi lên á, có những giai đoạn là khi lên cao không thở được, rất là khó. Và lúc đó mình chỉ tập trung vào từng hơi thở, từng bước chân của mình thôi. Thì thật sự đó chính là chánh niệm. Nhưng mà khi mà mình lên được tới đỉnh núi rồi á, thì mình thấy cảnh cũng đẹp, nhưng mình không thích cái cảnh bằng là những cái hơi thở từ cái bước chân của mình lúc mà mình vượt qua cái chặng đường đó. Chính vì cái journey, người ta hay nói là cái journey mới là cái để đáng đi. Khi mà bạn đã tập trung vào cái journey của mình rồi thì cái thành quả của mình, cái thành quả là cái nó sẽ được thôi. Nhưng chính cái journey mới là cái thành công nhất.